Thi Thiên 116. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, nỗi đau đớn của âm phủ nắm lấy tôi. Tôi gặp gian truân và sầu khổ, nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn con. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công chính. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo vệ người thật thà. Khi tôi bị khốn khổ, Ngài giải cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hầu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi vững tin dù tôi có nói: con đau buồn quá đỗi. Trong cơn bối rối, tôi nói rằng: mọi người đều nói dối. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều tôi hứa nguyện. Trước mặt toàn thể con dân Ngài, sự chết của những người thánh là quý báu dưới mắt Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, con là đầy tớ Ngài. Thật, con là đầy tớ Ngài, con trai của tớ gái Ngài. Ngài đã mở gông cùm cho con. Con sẽ dâng lên Chúa tế lễ tạ ơn và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Con sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều con hứa nguyện. Trước mặt toàn thể con dân Ngài, trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va, ở giữa Jerusalem. Hallelujah. Phi-e-rơ thứ 2, chương 3. Thưa anh em yêu dấu, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở để khơi dậy trong anh em một tâm trí chân thực, để khắc ghi những lời tiên báo của các nhà tiên tri thánh, cũng như những điều răn của Chúa và cứu Chúa chúng ta do các sứ đồ truyền lại. Trước hết, anh em phải biết điều này: trong những ngày cuối cùng, những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời lẽ diễu cợt, sống theo dục vọng cá nhân. Họ sẽ nói: lời hứa về sự quan lâm của Chúa ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế. Họ cố ý không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi lời Đức Chúa Trời. Trái đất được hình thành từ nước và do nước. Cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô lương. Thưa anh em yêu dấu, đừng quên rằng trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm, nghìn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên nó đều sẽ bị thiêu hủy. Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính. Trong lúc nóng lòng trong đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến, đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới là nơi sự công chính ngự trị. Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em. Cũng như Phao-lô, người anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho mình. Trong tất cả các thư tín, ông đều đề cập đến những điều này. Các thư của ông có một vài điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không vững vàng đã xuyên tạc, như họ đã làm với các phần khác trong Kinh Thánh, để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình. Thưa anh em yêu dấu,
Anh em đã biết trước điều này, vậy hãy thận trọng, kẻo anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ gian ác đó mà đánh mất lòng kiên quyết của mình. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời. Amen. Ezechiel chương 37. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi. Ngài dắt tôi ra bởi thần Đức Giê-hô-va và đặt tôi giữa thung lũng. Thung lũng ấy đầy những hài cốt. Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy. Kìa, có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó, và các hài cốt ấy rất khô. Ngài phán với tôi rằng: Hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Tôi thưa: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Ngài lại phán với tôi: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng: Hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng: Này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn. Khi tôi đang nói tiên tri thì có tiếng động mạnh và những xương hợp lại, ráp thành từng bộ với nhau. Tôi nhìn thấy gân và thịt sinh ra trên những xương ấy, có da bao bọc nhưng không có hơi thở ở trong. Bây giờ Ngài phán với tôi: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió. Hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán, hỡi hơi thở, hãy đến từ gió bốn phương và thở trên những người bị giết chết để chúng được sống. Vậy tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn, và hơi thở đi vào trong chúng. Chúng sống và đứng dậy trên chân mình, hợp thành một đạo quân rất lớn. Ngài phán với tôi: Hỡi con người, những hài cốt này là cả nhà Israel. Này, chúng nói rằng: Xương chúng tôi đã khô, niềm hy vọng chúng tôi đã mất, chúng tôi bị diệt sạch. Vậy hãy nói tiên tri và bảo chúng rằng: Chúa Giê-hô-va phán, hỡi dân ta, này, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi ra khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta đã mở mồ mả các ngươi và đem các ngươi lên khỏi mồ mả. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi. Rồi các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã phán và ta đã thực hiện. Đức Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết trên nó rằng: Cho Giuđa và cho dân Israel liên kết với nó. Hãy lấy một cây gậy khác và viết trên đó: Cho Joseph, tức là cây gậy của Ephraim và của cả nhà Israel liên kết với nó. Hãy ghép hai cây gậy ấy lại với nhau thành một cây trong tay con. Khi dân tộc con hỏi: Ông không giải thích cho chúng tôi những điều này có ý nghĩa gì sao? Thì con hãy trả lời rằng: Chúa Giê-hô-va phán, này, ta sẽ lấy gậy của Joseph, tức là cây gậy ở trong tay Ephraim và các bộ tộc Israel liên kết với nó. Ta sẽ ghép nó với cây gậy của Giuđa để làm nên chỉ một cây gậy mà thôi, và hai cây gậy sẽ trở thành một trong tay ta. Con hãy cầm những cây gậy mà con đã viết chữ trên đó cho họ xem và nói với họ rằng: Chúa Giê-hô-va phán, này, ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các nước mà họ đã đi đến. Ta sẽ nhóm họ lại từ bốn phương và đem họ về trong đất riêng của họ. Ta sẽ làm cho họ thành một nước trong đất ấy, trên các núi của Israel, và chỉ có một vua sẽ cai trị họ. Họ sẽ không còn là hai nước và không bị chia thành hai vương quốc nữa. Họ sẽ không tự làm ô uế bởi các thần tượng nữa, hoặc bởi những vật đáng kinh tởm, hoặc bởi mọi vi phạm của mình. Ta sẽ giải cứu họ khỏi mọi nơi mà họ đã phạm tội. Ta sẽ tẩy sạch họ. Họ sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.
Đầy tớ ta là David sẽ làm vua trên họ, và tất cả sẽ chỉ có một người chăng mà thôi. Họ sẽ bước theo các mệnh lệnh của ta, họ sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo. Họ sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho đầy tớ ta là Gia-cốp, và là đất mà tổ phụ các ngươi đã ở. Họ, con cái họ và các thế hệ tiếp nối của họ sẽ ở đó cho đến đời đời. Đầy tớ ta là David sẽ làm vua của họ mãi mãi. Ta sẽ lập với họ một giao ước hòa bình, tức là giao ước đời đời giữa họ với ta. Ta sẽ thiết lập và làm cho dân số họ gia tăng. Ta sẽ dựng đền thánh ta giữa họ đời đời. Ta sẽ ngự ở giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân ta. Bây giờ, các nước sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, đã làm cho dân Israel ra thánh, vì đền thánh ta sẽ ở giữa họ đời đời. Ê-xê-chi-ên chương 38. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về Gót ở đất Ma-gốc, là vua của Rô-sơ, Mê-xít và Tu-banh, mà nói tiên tri chống lại nó. Con hãy nói rằng, Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi Gót, vua của Rô-sơ, Mê-xít và Tu-banh, này, ta chống lại ngươi. Ta sẽ quay ngươi lại, đặt móc trong hàm ngươi và đem ngươi ra trận cùng với cả đạo quân ngươi. Ngựa cùng người cưỡi ngựa, tất cả đều mặc áo chiến và hợp thành một đoàn quân rất đông. Tất cả chúng đều mang những thuẫn lớn, thuẫn nhỏ và cầm gươm. Những lính chiến của Ba Tư, Cút và Phút sẽ ở cùng chúng, tất cả đều mang thuẫn và đội mũ sắt. Gomer và tất cả quân đội nó, nhà Togama ở phía cực bắc với cả đạo quân nó, tức là nhiều dân ở với ngươi. Ngươi hãy sẵn sàng, ngươi cùng tất cả dân chúng nhóm lại xung quanh ngươi khá sửa soạn trước. Ngươi sẽ chỉ huy chúng. Sau nhiều ngày, ngươi sẽ được kêu gọi để chiến đấu. Trong những năm sau cùng, ngươi sẽ xâm lăng một xứ đã được giải cứu khỏi gươm, và dân của nó tập hợp từ nhiều dân tộc về vùng đồi núi Israel, là nơi vốn bị hoang phế từ lâu. Họ đã được đem về từ các dân tộc và tất cả đều sống bình an. Ngươi và cả đạo binh ngươi cùng với nhiều dân tộc ở với ngươi sẽ tiến tới, tấn công như vũ bão, như một đám mây bao phủ cả đất. Chúa Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, có những ý tưởng sẽ lóe lên trong trí ngươi, và ngươi sẽ có mưu đồ độc ác. Ngươi sẽ nói: Ta sẽ đi đến xứ mà làng mạc không có thành quách. Ta sẽ đến cùng những dân yên lặng, an ổn, tức là tất cả những người sống trong những nơi không có tường, không then và không cửa. Ta sẽ thu chiến lợi phẩm và cướp phá, rồi ra tay tấn công những nơi đổ nát mà nay đã có người ở, và tiến đánh một dân được đem về từ các nước, tức là một dân có nhiều đàn súc vật và của cải đang cư ngụ tại trung tâm của xứ Seba và Dedan. Những thương gia của Taresi và tất cả chiến sĩ trẻ của nó sẽ nói với ngươi rằng: Có phải ngươi đến để cướp của? Có phải ngươi tập trung quân lính mình để đánh phá, cướp đi bạc và vàng, súc vật và của cải, và thu quá nhiều chiến lợi phẩm sao? Vì thế, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo Gót rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ngươi không biết rằng dân Israel của ta đang sống bình yên sao? Bây giờ, ngươi sẽ đến từ nơi ngươi ở là vùng cực bắc. Ngươi và nhiều dân ở với ngươi, tất cả đều cưỡi ngựa. Một đoàn người rất đông hợp thành một đạo quân hùng mạnh. Hỡi Gót, ngươi sẽ đến đánh dân Israel ta như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau đó, ta sẽ khiến ngươi chinh phạt đất ta, để các dân tộc nhìn biết ta, khi ta dùng ngươi để bày tỏ sự thánh khiết của ta trước mắt chúng. Chúa Giê-hô-va phán: Chẳng phải thời xưa ta đã dùng đầy tớ ta là các nhà tiên tri của Israel truyền phán sao? Trong những ngày ấy, họ nói tiên tri trong nhiều năm rằng: Ta sẽ khiến ngươi đến đánh dân ta. Chúa Giê-hô-va phán: Đây là điều sẽ xảy ra trong ngày đó. Khi Gót sẽ tấn công đất Israel, thì cơn giận của ta sẽ nổi phừng lên trên mũi ta. Trong cơn ghen tuông và thịnh nộ, ta nói rằng: Thật trong ngày đó sẽ có cơn động đất lớn xảy ra ở xứ Israel. Trước mặt ta, cá biển, chim trời, loài thú đồng, tất cả những côn trùng bò trên đất,
mọi người trên mặt đất đều sẽ run rẩy, các núi đều bị quăng xuống, những vách đá đều đổ xuống và tất cả tường thành đều bị sụp xuống đất. Chúa Giê-hô-va phán: Ta sẽ gọi gươm đến chống lại gót trên mọi núi của ta. Mọi người sẽ quay gươm chống lại anh em mình. Ta sẽ thi hành sự phán xét chống lại nó bằng dịch bệnh và đổ máu. Ta sẽ khiến những trận mưa lớn, mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đạo quân nó và nhiều dân đi với nó. Như vậy, ta sẽ bày tỏ sự vĩ đại và thánh khiết của ta, và ta sẽ được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc. Chúng sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va.